Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2021, 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới dầu như vũ bão. Tuổi Đinh Mão thường là những người rất chân thành, hài hước, luôn tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. Khi đã giúp đỡ ai, họ sẽ giúp đỡ hết mình, thậm chí là quên đi lợi ích của bản thân mình. Cho nên họ rất giỏi lãnh đạo người khác và có tài tổ chức, quản lý công việc. Bởi vậy mà tuổi Đinh Mão luôn sắp xếp công việc của mình một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Tuổi Mão mệnh Hỏa thích sự an toàn, không bao giờ đặt mình vào những tình thế nguy hiểm, nhưng cũng có lúc họ dũng cảm thử thách bản thân, làm những điều mà người khác không thể làm được. Đôi lúc, trong lời nói và hành động của tuổi Đinh Mão có nhiều mâu thuẫn, họ là người sống giàu tình cảm nhưng lại không muốn thổ lộ điều đó ra bên ngoài. Tử vi học cho thấy năm 2020 vừa qua, đây là một năm khá khó khăn với tuổi Đinh Mão do phạm phải hình thái tuế. Cộng thêm bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh, nên mọi thứ đều không có tiến triển gì tốt đẹp, thậm chí dần đi đến bế tắc và ngõ cụt. Trong năm 2021, tuổi Đinh Mão như trút được gánh nặng do thoát khỏi sự vây hãm của thái tuế. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị về tử vi anh chị tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Đinh Mão trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Đinh Mão trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão trong 6 tháng cuối năm 2021. Xem tử vi của anh chị tuổi Đinh Mão trong nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, anh chị có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp anh chị đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó, anh chị cần phải kiên trì với những gì mình cho làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Anh chị nên nhớ không nên tham lam chạy theo cái lợi trước mắt, tốt nhất hãy chậm mà chắc, ắt hẳn anh chị sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra mà thôi. Ngoài ra trong thời điểm này thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm và từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. 2. Vận trình của người tuổi Đinh Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, sau khi anh chị tuổi Đinh Mão thoát khỏi thái tuế, vận khí tốt hơn, nhưng anh chị lại dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì anh chị thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu anh chị không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì anh chị khó đạt được sự thành công như mong đợi. Ngoài ra anh chị cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Đặc biệt để có thể tận dụng vận may vào thời điểm này, anh chị tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của anh chị tuổi Quý Mão. Đồng thời vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của anh chị được hanh thông thuận lợi và phát triển hơn trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Trong nửa cuối năm 2021, những anh chị đang làm đầu tư, kinh doanh sẽ có một khoảng thời gian dài khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư dả. Anh chị cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, anh chị vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Cho nên để kích hoạt tài lộc và may mắn, anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, vật phẩm sẽ giúp anh chị khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, anh chị tuổi Đinh Mão nếu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới, điều đầu tiên cần làm đó là anh chị hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Anh chị nên nhớ, chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu anh chị quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Còn với những anh chị đã có gia đình, trong thời điểm này anh chị được sống trong những ngày tháng yên bình. Vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Anh chị tuổi Đinh Mão cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa, nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho anh chị trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi có nói rằng về cơ bản, anh chị sinh năm 1987 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, khi lao động thì anh chị nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh chị cũng hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ. Đồng thời cần có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Hơn thế nữa, để hóa giải những hung tinh và vận xấu thì thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Đinh Mão hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở anh chị trong năm 2021. Vòng cũng giống như một tầm bùa hộ mệnh cho anh chị tuổi Đinh Mão dù ở bất cứ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu của tuổi Đinh Mão. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, anh chị tuổi Đinh Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, anh chị đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi anh chị quen được thêm nhiều đối tác, bạn hàng mới. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của anh chị tuổi Đinh Mão trong tháng này lại không được lý tưởng cho lắm. Có thể anh chị đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này, anh chị tuổi Đinh Mão không gặp phải biến cố gì quá lớn, nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn. Bởi anh chị ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận những nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Anh chị có thể dành khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Anh chị không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của anh chị tuổi Đinh Mão có những biến chuyển rất tích cực trong tháng 9 âm lịch. Anh chị sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp anh chị kết giao được với nhiều bạn bè mới, nhiều đối tác mới triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Cộng thêm các tinh phù trợ, công việc của anh chị có những bước tiến triển đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp của anh chị tuổi Đinh Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này, chủ yếu là vì anh chị thường xuyên lơ là, thiếu tập trung nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này. Anh chị cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn, nếu không dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của anh chị tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc. Thời gian này anh chị sẽ không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Cho nên anh chị cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, vận thế của anh chị tuổi Đinh Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua anh chị đã làm việc vất vả và đây chính là lúc anh chị được tận hưởng thành quả của mình. Thời gian này một số anh chị trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm này. 4. Vận hạn của tuổi Đinh Mão trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Đinh Mão. Anh tuổi Đinh Mão trong thời gian nửa cuối năm Tân Sửu may mắn được sao Thái M chiếu mệnh. Bởi sao Thái M là cát tinh, thường đem lại sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Kinh doanh, đầu tư liên quan đến bất động sản rất lợi. Tuy nhiên anh lại gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Anh cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Còn đối với chị tuổi Đinh Mão thì trong thời gian này lại kém may mắn hơn khi bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Không những vậy chị còn chịu ảnh hưởng của hạn thiên la. Khi gặp hạn thiên la, chị sẽ dễ bị đau ốm không khỏi, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhất là vấn đề công việc và chuyện sinh nở. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Đinh Mão có sao Lưu Hà và Tang Môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tang chế, đề phòng nạn sông nước. Cung tam hợp có các sao Thiên Mã, Đại Hao, Tuế Phá, Điếu Khách báo hiệu một thời gian dài dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình có chuyện không vui. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các tinh Lộc Tồn, Hàm Trì, Giải Thần, Phượng các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh Phi Liêm, Bạch Hổ và Thiên Quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ phải động chạm dao kéo hoặc họa thị phi, quan tụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.